kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh tin tức hôm nay. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng quý vị, mang đến những thông tin nóng hổi, chính xác và kịp thời mỗi ngày. Thay mặt đội ngũ biên tập, xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, luôn bình an và thành công trên mọi hành trình của cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, nếu quý vị cảm thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn like và chia sẻ để thông tin có thể lan tỏa rộng rãi hơn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất từ Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nổi bật trong bản tin hôm nay. Kamala Harris bị cháy quần khi đụng độ thần sấm Donald J. Trump Ngoại trưởng Anthony Blinken nhận tin xét đánh, sắp phải hầu tòa vì trọng tội khinh thường quốc hội. Mỹ bí mật chuẩn bị kịch bản đối đầu Trung Quốc xâm lược Đài Loan, đội siêu 6 thăm chiến. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, trong đoạn cuối của cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 vừa qua trên ABC News, Tổng thống Trump hỏi ngược lại những lời Kamala Ha-ha-liar nói. Mụ nói nhìn về tương lai để rủ sạch quá khứ, trong khi bọn khốn nạn của phe bà ta đang gông xiền Tổng thống Trump trong 8 năm rồng trả với biết bao khổ nhục. Những bản án bịa đặt của chúng đã trồng lên đầu vì Tổng thống vô tội biết bao đau đớn. Chỉ một lời nói của mụ là bỏ hết tất cả tội ác của mụ và băng đảng sao? Trời cao lòng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Nếu bọn chúng không bị luật pháp trừng trị, thì thiên lý đang ở đâu? Tổng thống Trump dạy dỗ bọn ăn đàn sống, nói đàn gió, láo xược, lưu manh trong đoạn cuối như tác nước cầu tiêu vào mặt. Xin gửi đến quý vị đoạn dịch tạm nhé. Phó Tổng thống Kamala Harris nói, Tôi nghĩ rằng tối nay các bạn đã nghe hai tầm nhìn rất khác nhau cho đất nước chúng ta. Một tầm nhìn tập trung vào tương lai và một tầm nhìn tập trung vào quá khứ. Và một nỗ lực đưa chúng ta trở lại quá khứ. Nhưng chúng ta sẽ không quay lại và tôi tin rằng người dân mỹ biết rằng tất cả chúng ta có nhiều điểm chung hơn những gì chia cắt chúng ta và chúng ta có thể vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước và một tầm nhìn về điều đó bao gồm việc có một kế hoạch hiểu được nguyện vọng ước mơ hy vọng tham vọng của người dân mỹ đó là lý do tại sao tôi dự định tạo ra một nền kinh tế cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ vào các gia đình mới vào những gì chúng ta có thể làm xung quanh việc bảo vệ người cao tuổi những gì chúng ta có thể làm là tạo điều kiện cho những người lao động chăm chỉ giảm chi phí sinh hoạt tôi tin vào những gì chúng ta có thể cùng nhau làm đó là duy trì vị thế của nước mỹ trên thế giới và đảm bảo chúng ta có được sự tôn trọng mà chúng ta xứng đáng được hưởng bao gồm tôn trọng quân đội của chúng ta và đảm bảo chúng ta có lực lượng chiến đấu nguy hiểm nhất trên thế giới tôi sẽ là một tổng thống bảo vệ các quyền và quyền tự do cơ bản của chúng ta bao gồm quyền của phụ nữ được đưa ra quyết định về cơ thể của chính mình và không để chính phủ ra lệnh cho họ phải làm gì tôi sẽ nói với bạn tôi đã bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một công tố viên tôi đã là một công tố viên tôi đã là một tổng trưởng lý một thượng nghị sĩ hoa kỳ và bây giờ là phó tổng thống tôi chỉ có một thân chủ người dân và tôi sẽ nói với bạn với tư cách là một công tố viên tôi chưa bao giờ hỏi nạn nhân hay nhân chứng rằng bạn là đảng viên cộng hòa hay dân chủ điều duy nhất tôi từng hỏi họ là bạn có ổn không và đó là kiểu tổng thống mà chúng ta cần ngay lúc này. Một người quan tâm đến bạn và không đặt bản thân họ lên hàng đầu. Tôi dự định trở thành một tổng thống của tất cả người Mỹ và tập trung vào những gì chúng ta có thể làm trong 10 và 20 năm tới để xây dựng lại đất nước bằng cách đầu tư ngay bây giờ vào bạn, người dân Mỹ. Lindsay Davis nói, Phó Tổng thống Harris, cảm ơn bà, xin mời Tổng thống Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump nói, Vậy, Bà ấy vừa bắt đầu bằng cách nói rằng bà ấy sẽ làm điều này, bà ấy sẽ làm điều kia, bà ấy sẽ làm tất cả những điều tuyệt vời này. Tại sao bà ấy không làm? Bà ấy đã ở đó 3 năm rưỡi. Họ đã có 3 năm rưỡi để sửa chữa biên giới. Họ đã có 3 năm rưỡi để tạo việc làm và tất cả những điều chúng ta đã nói. Tại sao bà ấy không làm? Bà ấy nên rời đi ngay bây giờ, đến White House xinh đẹp đó, đến Điện Capitol, tập hợp mọi người lại và làm những điều bà muốn làm. Nhưng bà đã không làm điều đó, và bà sẽ không làm điều đó bởi vì bà tin vào những điều mà người dân mỹ không tin bà đã tin vào những điều như là chúng ta sẽ không sử dụng phương pháp thủy lực phá vỡ đá phiến chúng ta sẽ không sử dụng nhiên liệu hóa thạch chúng ta sẽ không làm những điều sẽ làm cho đất nước này trở nên hùng mạnh bất kể bạn có thích hay không đức đã thử làm như vậy và trong vòng một năm họ đã quay lại xây dựng các nhà máy năng lượng bình thường chúng ta chưa sẵn sàng cho điều đó chúng ta không thể hy sinh đất nước vì tầm nhìn tồi tệ nhưng tôi chỉ hỏi một câu đơn giản tại sao bà ấy không làm vậy chúng ta là một quốc gia đang thất bại chúng ta là một quốc gia đang suy thoái nghiêm trọng chúng ta đang bị chế giễu trên toàn thế giới trên toàn thế giới họ cười nhạo tôi biết rất rõ các nhà lãnh đạo họ đến gặp tôi họ gọi điện cho tôi chúng ta bị chế giễu trên toàn thế giới họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng ta với tư cách là một quốc gia chúng ta không phải là nhà lãnh đạo chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra chúng ta đang có chiến tranh ở trung đông chúng ta đang có chiến tranh với nga và ukraine chúng ta sẽ kết thúc trong thế chiến thứ ba và đó sẽ là một cuộc chiến không giống bất kỳ cuộc chiến nào khác vì vũ khí hạt nhân sức mạnh của vũ khí tôi đã xây dựng lại toàn bộ quân đội của chúng ta bà ấy đã trao rất nhiều cho taliban bà ấy đã trao nó cho afghanistan những gì những người này đã làm với đất nước chúng ta và có lẽ là điều tồi tệ nhất trong số đó là cho phép hàng triệu người vào đất nước chúng ta nhiều người trong số họ là tội phạm và họ đang phá hủy đất nước chúng ta tổng thống tồi tệ nhất phó tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Hoang hô tổng thống Trump, đoạn cuối quá tuyệt vời, mụ Kalama ha ha căm họng, á khẩu từ đầu đến cuối. Cho dù ông điều hợp viên David Muir và bà Lindsay Travis cứu mụ ta nhiều lần, Kamala Hahalaya bị cháy quần te tua. Ngoại trưởng Anthony Blinken nhận tin xét đánh, sắp phải hầu tòa vì trọng tội khinh thường quốc hội. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Anthony Blinken đang đứng trước nguy cơ phải ra hầu tòa sau khi chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCall thúc đẩy nghị quyết buộc tội khinh thường Quốc hội, Blinken bị cáo buộc không tuân thủ lệnh triệu tập của Quốc hội liên quan đến cuộc rút quân đầy hỗn loạn khỏi Afghanistan 3 năm trước, khiến dư luận phẫn nộ và đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của ông trong sự kiện này. McCaul đã lên lịch trình soạn thảo nghị quyết vào ngày 19 tháng 9, đúng ngày Blinken phải xuất hiện trước Quốc hội để trả lời về vai trò của mình trong cuộc rút quân đầy tranh cãi. Blinken bị triệu tập vào ngày 3 tháng 9 liên quan đến việc rút quân vội vàng dưới thời chính quyền Biden, một phần dẫn đến thảm kịch tại sân bay Kabul khi 13 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng do đánh bom liều chết. Trong lá thư gửi tới Blinken, Macau chỉ ra rằng nhiều quan chức hiện tại và trước đây của Bộ Ngoại giao đã xác nhận Blinken chính là người ra quyết định cuối cùng trong cuộc rút quân và di tản đầy hỗn loạn này. Macau nhấn mạnh rằng Blinken có trách nhiệm trả lời trước Quốc hội về các sai lầm chiến lược và những cải cách cần thiết để ngăn chặn các thảm họa tương tự trong tương lai. Mặc dù Bộ Ngoại giao đã phản hồi trác đòi hậu tòa và nhấn mạnh rằng Blinken đã nhiều lần làm chứng trước quốc hội, nhưng bà Khao vẫn kiên quyết mở rộng cuộc điều tra. Trác đòi hậu tòa mới nhất được đưa ra sau khi kết thúc cuộc điều tra kéo dài 3 năm với kết luận phê phán mạnh mẽ chính quyền Biden và đặc biệt là vai trò của Blinken trong việc rút quân khỏi Afghanistan, một quyết định mà Macau gọi là một thất bại thảm hại và ô nhục. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết, Lincoln có sự xung đột lịch trình với ngày mà mật cao đề xuất và đã đề nghị nhiều giải pháp thay thế để tuân thủ yêu cầu của ủy ban bao gồm cung cấp các nhân chứng cấp cao khác hoặc tổ chức phiên điều trần vào ngày phù hợp hơn tuy nhiên mật cao không chấp nhận và quyết định tiếp tục với việc soạn thảo nghị quyết buộc tội nếu nghị quyết được thông qua tại hạ viện vụ viện sẽ được chuyển đến bộ tư pháp để tiến hành truy tố đẩy blinken vào cuộc chiến pháp lý có thể làm trung chuyển cả washington với tình thế hiện tại Blinken không chỉ đối mặt với sự phẫn nộ từ quốc hội mà còn có nguy cơ mất uy tín nghiêm trọng trước công chúng. Mọi con mắt đang đổ dồn vào ngày 19 tháng 9 khi sự thật sẽ được phơi bày và trách nhiệm của Blinken sẽ không còn có thể né tránh. Mỹ bí mật chuẩn bị kịch bản đối đầu Trung Quốc xâm lược Đài Loan, đội siêu 6 tham chiến. Thưa quý vị, đội siêu 6, lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ, đang trong quá trình huấn luyện đặc biệt nhằm đối phó với kịch bản Trung Quốc xâm lược Đài Loan theo tiết lộ từ Financial Times, các chiến binh siêu này đã âm thầm luyện tập suốt hơn một năm qua tại căn cứ Tramdak, Virginia, với các kịch bản mô phỏng cuộc xung đột tiềm ẩn ở eo biển Đài Loan. Đội siêu sáu nổi danh khắp thế giới với chiến công tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Pakistan năm 2011. Giờ đây, họ tiếp tục chuẩn bị cho một nhiệm vụ đầy mạo hiểm và bí mật nằm trong chiến lược trang đe Bắc Kinh và buộc Trung Quốc phải cân nhắc trước khi quyết định sử dụng vũ lực thôn tính Đài Loan hòn đảo dân chủ với hơn 23,5 triệu dân. Đài Loan chưa từng nằm dưới sự cai trị của Trung Quốc kể từ khi Trung Hoa Dân Quốc chuyển chính quyền về hòn đảo này năm 1949. Mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức, Mỹ là đồng minh mạnh mẽ nhất của Đài Loan và đã không ngừng hỗ trợ quân sự cho hòn đảo này. Gần đây nhất là gói vũ khí trị giá 360 triệu USD, bao gồm máy bay không người lái và hệ thống tên lửa. Đội siêu sáu và các lực lượng đặc nhiệm khác của Mỹ đang lặng lẽ luyện tập cho những tình huống khẩn cấp bất ngờ. Những nhiệm vụ này là một phần trong chính sách mơ hồ chiến lược của Washington, khi Mỹ vẫn giữ kín khả năng can thiệp quân sự trực tiếp nếu xung đột tại eo biển Đài Loan bùng nổ. Trong khi đó, Trung Quốc cũng không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự, mở rộng kho vũ khí hạt nhân và đẩy mạnh các cuộc tập trận nhằm gia tăng sức ép lên Đài Loan. Sau khi tân Tổng thống Đài Loan lại thanh đức nhậm chức, Bắc Kinh đã tổ chức một loạt cuộc tập trận quân sự bao vây hòn đảo này. Bất chấp tình hình căng thẳng, cả Washington và Bắc Kinh đang tìm cách leo thang xung đột thông qua các cuộc đàm phán quân sự cấp cao. Mới đây, tướng Samuel Barbado, tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, đã có cuộc điện đàm lịch sử với tướng Ngô Á Nam, tư lệnh chiến khu Nam Bộ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa các lãnh đạo quân sự cấp cao của hai nước trong hai năm qua, với thông điệp rõ ràng, giảm căng thẳng và tránh các tính toán sai lầm có thể dẫn đến xung đột tại các điểm nóng như Biển Đông và eo biển Đài Loan căng thẳng leo thang, nhưng những nỗ lực ngoại giao và huấn luyện quân sự bí mật của các lực lượng đặc nhiệm đang vẽ nên một bức tranh đầy kịch tính về cuộc đối đầu âm thầm nhưng quyết liệt giữa hai siêu cường. Cuộc chiến giành ảnh hưởng tại Đài Loan đang dần hiện hữu và thế giới đang đính thở chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Chương trình tin tức hôm nay xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang lại giá trị hữu ích và kịp thời cho quý vị nếu quý vị thấy nội dung hữu ích xin hãy nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào trong các bản tin tiếp theo chúc quý vị luôn mạnh khỏe bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại